Xin chào các bạn đã đến với cây sả đen Hòa Bình. Trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều khách hàng trong miền Nam có mua phải cây sả đen giả. Đấy, thân rất là to. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video để các bạn phân biệt được các bạn nhé. Đây là cái cây sả đen mỡ, sả vàng. Nó cũng là một giống sả nhưng mà thân nó rất là to. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, dưới này to đùng cho các bạn. Đấy, nhìn lên trên này, không khác gì một cây cổ thụ luôn. Đấy, lá tán lá lên. Đấy, rất là nhiều, rộng. Đây cũng là một loại sạ các bạn nhé. Nó là một dòng loại sạ. Đấy, một loại sạ. Lá rất là to, cho năng suất thì như thân gỗ. Hàng tấn, hàng tạ một cây. Nhưng nó không có tác dụng gì trong việc chữa bệnh cả các bạn ạ. Đấy. Đây. Đây các bạn này. Khi mà nếu các bạn hoa của nó này, đây cái hoa của nó, nếu đây là cái nó đang ra nụ hoa của nó, nếu quay vào hoa thì nó cũng gần tương tự như sả đen. Nhưng thân lá nó rất là to, rất là xanh mướt. Đấy, không có răng cưa. Không có răng cưa các bạn nhé. Đấy, lá rất xanh mướt này. Xanh mướt, rất to. Và nếu các bạn không cẩn thận thì các bạn sẽ bị mua phải cây sả đen giả. Chính là cây sả mỡ, cây sả vàng này các bạn nhé. Đấy, mình quay lại cho các bạn xem này. Rất nhiều khách hàng trong miền Nam, miền Trung, Đà Nẵng đã mua phải cây sả đen này và gửi cho bên mình thì toàn là loại này hết thôi. Nó không có tác dụng gì chữa cây sả, chữa bệnh u bướu ung thư cả. Đấy, rất nhiều cơ sở trong đó đã sử dụng cái cây này pha trộn với cây sả đen. Đấy, các bạn nhìn thấy cái thân nó chưa ạ? Đấy, cái thân nó này rất là to luôn, dạng thân gỗ. Cái thân này thì nó có màu trắng các bạn ạ. Sả đen thì khi chặt ra thì cái thân nó thâm. Đấy, hay kể những cành nhỏ này các bạn này. Nó màu, nó phải thâm, hơi thâm thâm. Khi chặt ra đấy ạ, có nhựa hơi thâm thâm thì mới là sả đen. Còn cái này chặt ra nó trắng bệch ra. Đấy, làm cách nào thì cũng nếu các bạn ý thì các bạn có thể phân biệt được. Đấy, cây sả vàng, cây sả mỡ. Hãy cẩn thận các bạn nhé. Khi mua sản phẩm cây sả đen này các bạn hãy cẩn thận. Đấy, hãy cẩn thận mua phải cái cây sả đen giả này. Đấy, hoa của nó cái kiểu chùm hoa màu trắng gần giống luôn. Và nhá, quả nó to hơn các bạn. Quả nó to hơn gấp đôi gấp ba cây sả đen. Đấy. Đây là cái dạng cây này, dạng thân gỗ. Đấy, nên năng suất nó rất là nhiều. Đấy, đây là cây sả vàng, sả mỡ các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy cẩn thận, lại bị pha trộn với sả đen. Đây các bạn này, tôi quay lại cái lá nó này. Đấy, phải chưa? Đấy, được chưa? Các bạn hãy cẩn thận khi các bạn mua cái sản phẩm với cây sả đen. Đấy, nếu các bạn có nghi ngờ gì về cái sản phẩm mà các bạn mua thì hãy gửi qua Zalo cho chúng tôi qua số hotline là 0976 836 586 để chúng tôi phân biệt đỡ giúp bạn nhé. Chúng tôi sẽ phân biệt cây sả đen thật, cây sả đen giả nhé các bạn. Đấy, dạ. Đấy. Các bạn hãy xem vào những video clip trước của chúng tôi quay những về cái sản phẩm cây sả đen của chúng tôi thì lá nó không bao giờ to như này, lá nhỏ hơn, lá sả đen nhỏ hơn. Đấy, dạ, lá sả đen nhỏ hơn. Đấy, đây là lá to to bạt này. Đấy, đây cũng là một loại sạ nhưng mà nó không có tác dụng gì về việc chữa bệnh cả các nhá. Đấy, nên các bạn hãy cẩn thận khi mua cái cây sạ đen. Đấy, lại thành cái sạ cây, thành cây sạ mỡ và sạ vàng như này thì rất là phí tiền và lại không tác dụng chữa bệnh. Và những người mà đang bị bệnh mà mua phải cây này thì không có tác dụng chữa bệnh như cả các bạn ạ. Đấy. Rồi, các bạn thấy video này hay ý nghĩa, hãy subscribe kênh, chia sẻ cho mọi người cùng biết về cái sản phẩm cây sả đen và để mọi người biết được cách phân biệt cây sả đen thật, sả đen giả. Đấy. Các bạn có cần tư vấn gì hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0976 836 586 hoặc các bạn có thể lên tận nhà chúng tôi ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để được tư vấn miễn phí. Các bạn hoặc có thể các bạn vào trang web cây sả đen hòa bình.net
để các bạn tìm hiểu thêm về cái sản phẩm cây xả đen. Rồi, xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn thấy hay ý nghĩa hãy subscribe kênh, chia sẻ và ấn vào cái chuông thông báo bên tay phải để nhận được nhiều video hơn nữa từ cây xả đen Hòa Bình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.